À, nhà cậu Trần Liêm xin kính chào tất cả mọi người. Bên mình hiện tại thì về 4 cây Yamaha BR S710 mọi người. Thì cái điều kiện ngoại hình mà giá nó sẽ dao động từ 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu 2 mọi người. Đây mình sẽ giới thiệu hai cây này trước. Cái này là S710 mà nó bị gạn cạnh nè. Thì giá nó là 7 triệu rưỡi. Đàn phím rồi nút nhấn đồ rất là ok hết nha mọi người, màn hình đồ đẹp luôn. À, mọi người đừng có đánh đồng cái việc mà cái gạn nứt này nó liên quan đến chất lượng của cây đàn thì nó rất là tội nghiệp cho cây đàn nha mọi người. Bên mình cũng đã nói với mọi người về vấn đề rạn nứt này rất là nhiều lần rồi. Thì cái cây đàn mà để trong cái bao da đó rồi để lên cái yên xe mà chạy sọc tới sọc lui á thì cái cạnh này nó rất là dễ bị nứt ra như vậy nè. Đó, 100 cây như một nha mọi người. Từ khi những cây nào mà để một chỗ hoặc rất là ít di chuyển á, thì nó mới không bị. Chứ mà chạy từ đây mà về tới quê một cái chừng trăm mấy chục cây là thế nào nó cũng có xuất hiện một cái lần đó nha mọi người. Và mọi người lưu ý là từ cái khúc này mà vô tới đây nè, nó không có cái bo mạch nào chứa trong cái vỏ nhựa này nha mọi người. Đó, ở trong cái vỏ nhựa đó không có chứa mạch gì hết trơn á, nên nó nứt nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Mạch là nó nằm sát vô ở cái phần thân trên nè. Nó vậy đó. Màn hình nè, khu vực màn hình là mới quan trọng, mọi người nhìn thấy phím đồ nút đồ nó lành lặn hết thì mọi người cứ yên tâm. Và đặc biệt là bên mình cam kết nhiều người là máy móc hoạt động rất là tốt, bo chủ rất là ok, mọi người cứ mua về mọi người xài thôi, mọi người khỏi phải lăn tăn vấn đề là nhìn thấy ngoại hình xấu mà nói là chất lượng kém là không có nha mọi người. Rồi tùy ngoại hình mình sẽ có mức giá khác nhau. Cây này ngoại hình nhỉnh hơn xíu, giá nó là 7 triệu 8 nha mọi người. Đó, được dán keo nè, nó cũng bị rạn nhưng mà dạng nhẹ, được gia cố cạnh lại rồi dán keo lại luôn thì giá là 7 triệu 8. Còn cái cây này để giày nguyên zin bán luôn á là 7 triệu rưỡi. Còn cây này cũng rất là đẹp nha, cây này đẹp đẹp thứ nhì nè, thì cây này nó bị răng nhẹ thôi thì giá nó là 8 triệu nè. Còn này là siêu phẩm nha, siêu phẩm luôn, không rạn nứt luôn, được dán keo từ lúc mới mua, 8 triệu 2 nha. Đó, bốn cây chất lượng nó như nhau, âm thanh nó như nhau hết, nhưng mà do cái ngoại hình nó khác thì nó sẽ xê dịch một vài trăm ngàn đó anh chị em. Nếu mà chỉ muốn mua về học thôi, không quan trọng cái rạn nứt này, mua cái này 7 triệu rưỡi, âm thanh ra y chang cây 8 triệu 2 luôn. Còn cây 8 triệu 2 thì nó đẹp hơn xíu mà nó mới mắc đó, giống như là mình thuê người mẫu rồi mọi người. Người mẫu hạng hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng nhất, hạng nhì, hạng 3 nó đều có cái giá khác nhau, và cái cây đàn nó cũng vậy luôn nha. Rồi, từ 7 triệu rưỡi đến 8 triệu 2 là mọi người có thể hoàn toàn rinh một em S710 về luôn đó, 4 cây nha. Rồi sắp sửa về thêm hai cây nữa. Rồi mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với Trần Liêm nha mọi người. Đó, rồi xin chào và gặp lại mọi người.